chào mừng quý vị và các bạn đến với tin tức Đắk Nông ngày hôm nay 31 tháng 1 chương trình có những nội dung đáng chú ý sau Bí thư tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh kiểm tra dự án quảng trường trung tâm và công ty Alumin nhân cơ Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Hồ Văn mười thăm hợp tác xã Đắk Hà một xe tải chở hàng lao xuống vực khiến tài xế tử vong sáng nay 31 tháng 1 Bí thư tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông Ngô Thanh Danh đi kiểm tra thực tế dự án quảng trường trung tâm thành phố Giang Nghĩa nhân dịp đầu xuân quý mão 2023. Sau khi kiểm tra thực tế, Bí thư tỉnh ủy Ngô Thanh Danh nhấn mạnh quảng trường trung tâm là công trình hết sức ý nghĩa để chuẩn bị kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh. Do vậy, chủ đầu tư cần thực hiện đúng tiến độ về thời gian. Chất lượng công trình về thiết kế và thẩm mỹ phải được đảm bảo mức cao nhất. Cùng ngày, Bí thư tỉnh ủy Ngô Thanh Danh đã đến thăm nhà máy Alumin Nhân Cơ, xã Nhân Cơ, huyện Đắk Lấp, nhân dịp đầu xuân quý mão 2023. Tại buổi thăm, Bí thư tỉnh ủy Ngô Thanh Danh ghi nhận những đóng góp tích cực về phát triển kinh tế, an sinh xã hội mà nhà máy đóng góp cho tỉnh trong thời gian qua. Nhân dịp đầu xuân năm mới, Bí thư tỉnh ủy gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công đến tập thể lãnh đạo, công nhân, người lao động nhà máy Alumin Nhân Cơ. Toàn thể nhà máy cùng đoàn kết, nỗ lực để vượt qua khó khăn, sản xuất tốt. Hôm nay, 31 tháng 1, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười đã đến thăm và chúc Tết hợp tác xã công nghệ cao Đắk Ha, xã Đắk Ha và hợp tác xã thương mại dịch vụ Sáng Pham, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Gờ Long. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã gửi lời chúc Tết và cảm ơn tập thể các hợp tác xã đã không ngừng nỗ lực trong sản xuất, kinh doanh, phục vụ nông sản chất lượng cao tới người tiêu dùng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tiềm năng về phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Đắk Nông rất lớn. Để phát huy lợi thế này, các ngành, địa phương cần hỗ trợ người nông dân liên kết lại thành một hợp tác xã lớn mạnh, đồng thời phải làm hữu cơ thật, trái cây, nông sản phải sạch xanh tốt. Đặc biệt, vấn đề thị trường cho nông sản sẽ được tỉnh quan tâm nhiều hơn. Tới đây, tỉnh sẽ tổ chức các đoàn đi tham quan, học hỏi, tìm đầu ra, nhất là ở các chợ mồng mối, siêu thị cửa hàng tiện lợi ở thành phố Hồ Chí Minh. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mùa xuân là Tết trồng cây, ngày 30 tháng 1, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Quý Mão 2023. Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh kêu gọi cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên lực lượng Công an Đắk Nông ra sức thi đua, hăng hái tham gia trồng cây tích cực trồng rừng, bảo vệ rừng, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật. Phấn đấu mỗi cán bộ, chiến sĩ trồng, chăm sóc được ít nhất là một cây xanh tại khuôn viên cơ quan, đơn vị mình hoặc địa bàn dân cư nơi đang sinh sống, tất cả vì một đắc nông xanh. Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo công an tỉnh cùng lãnh đạo, chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ đã tham gia trồng trên 1.000 cây xanh tại khuôn viên trụ sở công an tỉnh, các đơn vị có trụ sở độc lập và công an các huyện, thành phố nắm bắt tâm lý nhiều người mua vàng cầu may trong ngày vía thần tài năm 2023, mùng 10 tháng Giêng, các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có sự chuẩn bị từ khá sớm. Hơn 8 giờ sáng, ngày mùng 10 tháng 1 âm lịch tại doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng bạc kim hàng Giang nghĩa khá đông người dân đến giao dịch. Tuy nhiên, so với năm 2022, lượng khách mua giảm hẳn. Thời điểm này. Giá vàng 4 số 9 được niêm yết giao động mức 5,54 triệu đồng một chỉ bán ra và 5,35 triệu đồng một chỉ mua vào. Theo chủ các cửa hàng vàng bạc, mặc dù giá vàng trong ngày phía thần tài năm nay thấp hơn cùng kỳ năm trước, nhưng lượng khách hàng mua lại giảm khoảng 40% so với năm 2022. Lượng khách mua giảm, một số cơ sở kinh doanh vàng bạc, trang sức triển khai nhiều chương trình hút khách như đưa ra nhiều mẫu mã, chủng loại trang sức với giá trị linh hoạt để khách hàng lựa chọn. Khoảng 14 giờ 45 phút ngày 30 tháng 1 tại tổ 2, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa. Xe tải chở hàng do tài xế Nguyễn Văn C, sinh năm 1990, trú tại tỉnh Cà Mau, đang điều khiển xe bất ngờ lao xuống vực. Phát hiện sự việc, người dân đã trình báo với lực lượng chức năng. Ngay sau đó, phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, công an tỉnh và công an thành phố Gia Nghĩa đã có mặt để cứu hộ, cứu nạn. Đến chiều 30 tháng 1 lực lượng chức năng đã huy động phương tiện để kéo chiếc xe tải và toàn bộ hàng hóa lên trên đường. Riêng thi thể nam tài xế được đưa ra khỏi xe nhưng đã tử vong. Ngay sau khi nhận được thông báo về sự việc, đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban an toàn giao thông tỉnh Đắk Nông đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi chi tiết quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại